Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đón năm 2024 âm lịch, đến thời đổi vận, hóa hung thành cát, tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, tiền vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý cô bác anh chị về tử vi năm 2024 của Quý Mão. Năm 2024 vận mệnh của cô bác dường như có một sự chuyển mình lớn. Nếu như năm 2023 xui xẻo đủ đường, cản trở cô bác thực hiện nhiều dự định, thì năm 2024 cô bác sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hậu nhân giúp đỡ, cát tinh chiếu rọi mà có cơ hội một bước trở mình, giàu sang sung túc từ nay đến cuối nửa đời về sau, nếu nắm chắc điều này. Vậy, để biết được tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ ra sao, vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc như thế nào? Trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không? Chuyện gia đình, tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý? Và quý cô bác Quý Mão cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Quý Mão năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung đây sẽ là một năm có nhiều biến động quan trọng đối với người tuổi Quý Mão. Trong năm này, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm tam tai, nên hung cát xáo trộn, đương số ắt gặp nhiều bất lợi và thách thức ở mọi phương diện cuộc sống. Vì vậy, tuổi này nên trang bị cho mình một ý chí kiên cường, mạnh mẽ để có thể đối đầu với mọi khó khăn trong năm 2024 này. Theo tử vi, những người sinh năm Quý Mão 1963 tuổi con mèo, mang mệnh kim, cụ thể hơn là kim bạch kim, một tên gọi đề cập tới sự hoàn hảo. Giữa vàng và bạc, bạch kim thể hiện sự trọn vẹn sau quá trình luyện kim và chiết tách, khiến cho nó trở thành một dạng kim loại nguyên chất tinh khiết, độc đáo, như một viên ngọc tỏa sáng. Kim bạch kim không chỉ đại diện cho sự hoàn thiện, mà còn kết tinh những đặc tính tinh túy nhất của kim loại. Mệnh kim năm Quý Mão 2023, theo tử vi luận giải là mệnh số tốt, số hưởng, ắt có quý nhân phù trợ. Kim bạch kim là kim loại màu đã qua chế tác mà luyện thành kim loại nguyên chất. Theo quan niệm dân gian, những người thuộc mệnh kim thường mang trong mình tính cách mạnh mẽ và quả quyết, luôn tràn đầy bản lĩnh và sự kiên định. Sự cứng rắn và quyết đoán thường hướng những người này hành động dựa trên lý trí nhiều hơn tình cảm. Dựa theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, người mệnh kim tương sinh với mệnh thủy, thổ và tương khắc với mệnh mộc, hỏa. Con số hợp với người mệnh kim là 6, 7, 2, 5, 8, 0, 1. Mệnh kim bạch kim hợp với màu xám trắng, ghi, tức màu bản mệnh, vàng sẫm, nâu đất, tức màu tương sinh và tương khắc với màu đỏ, cam, hồng, tím. Quý vị thân mến, với đặc trưng là hình ảnh thuần khiết, loại bỏ tạp chất, không vướng bẩn của kim bạch kim đã phần nào giải thích được tính cách của nữ Quý Mão. Các cô gái Quý Mão được trông thấy là những người thường rất vui vẻ, dễ thương, tràn đầy năng lượng trong mọi tình huống. Nữ tuổi này rất được mọi người yêu quý vì nét tính cách này. Sự đáng yêu của cô nàng luôn khiến đối phương muốn chở che. Bề ngoài trông họ có vẻ hòa đồng, nhưng thực chất nữ Quý Mão khá hướng nội. Họ rất dễ nhạy cảm và tổn thương bởi nhiều điều xung quanh. Đôi lúc hơi trầm tư, ẩn mình. Các cô nàng Quý Mão rất ghét chuyện cãi cọ, mâu thuẫn nên dễ nóng nảy, không thể chịu đựng người bất đồng ý kiến. Nam Quý Mão thì có vẻ ngược lại, với vẻ ngoài khá lạnh lùng, hơi chút cô độc và hiếm khi hòa hợp với mọi người. Thế nhưng, khi đã quen với họ, bạn sẽ thấy các chàng trai Quý Mão rất ấm áp.
Trong công việc thì nam quý Mão rất dứt khoát, mọi quyết định họ đưa ra thường không dễ thay đổi. Họ là một người có kế hoạch, biết mình thích gì và luôn biết cách nỗ lực để đạt mục tiêu. Với mọi khía cạnh trong cuộc sống thì nam quý Mão thường thiên về lý trí để giải quyết hơn là tình cảm. Việc sống nội tâm ít khi bộc bạch khiến họ dễ bị tổn thương. Dù thế, khi gặp khó khăn, họ cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua chứ ít phụ thuộc vào người khác. Nhìn chung, nam nữ tuổi Mão rất dễ bị tổn thương vì sống khá nội tâm và thích suy nghĩ hơn là trò chuyện tâm sự với người khác. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Tuy nhiên, họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Đặc biệt, nam nữ tuổi Quý Mão có vận mệnh rất tốt, mọi thứ đã được trời đất ấn định, kết quả tốt đẹp sẽ đến, hậu vận sẽ đầy đủ và bình an. Quý vị thân mến, việc xem sao chiếu mệnh và sao hạn giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ về vận mệnh của mình, từ đó có thể tránh những điều không may mắn và tìm cách hóa giải để cuộc sống và công việc được thuận lợi hanh thông. Trong năm Giáp Thìn 2024, nam mạng gặp sao Mộc Đức, nữ mạng thì gặp sao Thủy Diệu. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về sao Mộc Đức của Quý Mão nam mạng. Thưa quý vị, Mộc Đức còn gọi là Tốt Tinh, là một trong đại hành tinh của hệ mặt trời, dựa vào quy luật vận hành giữa các thiên thể xung quanh Mộc Tinh. Để tìm ra các năm kỵ với bản mệnh, nên Cửu Diệu Pháp còn được gọi thành Tuế Tinh Kỵ Niên Pháp, nói cách khác Thái Tuế chính là Mộc Tinh. Vì cứ 20 năm Mộc Tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là Tuế Tinh, vừa là một hành tinh, lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Trong đạo giáo thì Mộc Tinh thuộc Ngũ Tinh Quân, còn được xưng danh Đông Phương Mộc Đức Tưới Tinh Trùng Hoa Tinh Quân. Trong sách Động Uyên tập cuộn 7 có ghi: Đông Phương Mộc Đức Tinh Quân, Mộc là tinh chất, con của Thượng Đế, ánh sáng chiếu 30 vạn dặm, rộng 100 dặm, 20 năm vận hành đủ một chu kỳ, chân quân đội mũ sao cải chu sa, áo xanh thiên thanh thêu hạc thọ, cầm ngọc giản, bảo kiếm bạch ngọc hoàn bội, ngài coi sóc, cỏ cây, thảo mộc nhân gian, long xà quy lân thủy tộc, những chuyện mưa gió đời thường. Tác động khi sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức là cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu, năm có sao này chiếu mệnh thì dù gặp khó khăn cũng không hoang mang, chuyện gì cũng thành công, đương số gặp may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt tối tăm. Thêm vào đó, hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi, phụ nữ có thai mà được bộc tinh soi chiếu thì đứa trẻ sinh ra dù trai hay gái đều có tính tình cương nghị, thẳng thắn, nhẫn nại, điềm tĩnh, có dấu hiệu nổi danh sau này. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức Tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn. Người có tinh tú này tọa mệnh trong năm thì giống như đi qua sông mà gặp được thuyền, vạn sự tốt lành như ý. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng đề phòng thất bại, cần lưu ý có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Khi ở hung vận đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch cặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Ngày xưa, trong dân gian chúng ta vẫn có một bài thơ nói về tính chất của sao này như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng. Có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Trong năm, nam mạng Quý Mão không may gặp phải hạn Huỳnh Tuyền, mà hạn Huỳnh Tuyền hay còn gọi là Huỳnh Tuyền, là đại hạn, gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm lâm bệnh nặng, tật bệnh tái diễn liên miên, có chứng đau đầu, xây sẩm. Ngoài ra, không nên mưu lợi bằng đường thủy, đừng đứng ra đảm bảo hộ cho ai vì dễ sẽ sinh chuyện bất lợi, nếu có phúc thì tán tài. Thưa quý vị, dù cửu tinh chiếu mệnh là hung hay cát đều phải hóa giải, nguyên tắc thuận ta thì cát, hung ta thì tránh, vừa giúp bản mệnh cát, càng thêm cát hung thì không chuyển thành họa. Vậy để biết những cách giúp cho bản mệnh Quý Mão nam mạng có thể hóa giải hung cát đón lành tránh dữ là thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay bây giờ quý vị nhé. Trong năm, bản mệnh có sao Mộc Đức chiếu, vậy nên càng làm nhiều việc tốt, việc thiện càng dễ tạo phước báu cho bản thân và cả những người xung quanh. Khi phước đức dày, nguy nan nào cũng có thể vượt qua, cuộc sống thêm phần an nhiên tự tại. Đối với các công việc làm ăn thì quý vị nên hạn chế đi làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Để tránh những bất lợi xấu về sức khỏe thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi,
chăm sóc sức khỏe cho bản thân hơn, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, sở hữu những đồ vật phong thủy may mắn của nam mạng tuổi Quý Mão sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xua đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc về cho gia chủ. Bản mệnh có thể đeo những loại trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, ngọc lam. Bản mệnh còn có thể cân nhắc đến các màu sắc phong thủy đối với sao mộc đức thuộc hành mộc. Vì vậy bản mệnh nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Tất nhiên quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản, có đôi lúc bạn sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên hãy kiên cường tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Tiếp theo là đối với nữ mạng. Trong năm nữ mạng Quý Mão có sao Thủy Diệu soi chiếu, thưa quý vị, Thủy Diệu Tinh hay còn gọi là Thủy Đức Tinh Quân hoặc Thủy Thần, là một trong năm vị tinh quân trong đạo giáo. Ngài được miêu tả Thủy Đức Tinh Quân phương Bắc, thông thuộc vạn vật, bao gồm linh khí, vận thế tương ngộ trong trần thế này. Thủy Thần con trai Hắc Đế là Tiên Tâm Tử Thần Tinh, ngài đứng đối diện đỉnh Côn Luân, ngự tại Tử Vi Cung, chủ nguyên khí là vị thần của nhà nông, đầu đội mũ tinh tú, chân đứng trên chân châu, áo thêu hạc thọ, tay cầm ngọc giản thất tinh bảo kiếm, truy bạch ngọc cai quản thủy tộc các loài cá. Ngoài ra, Thủy Diệu Tinh còn gọi là Thủy Đức Tinh, tức Thủy Tinh, là phúc lộc tinh chủ bình an, giải trừ tai nạn, đi xa có lợi, nhưng phụ nữ bất lợi về đường sông nước. Tinh tú này ảnh hưởng xấu vào các tháng 4 và tháng 8 âm lịch, người mệnh kim và mộc hợp với hạn sao này, riêng người mệnh hỏa thì hay bị khắc kỵ. Ảnh hưởng của sao Thủy Diệu chiếu trong năm là: thưa quý vị, Thủy Diệu Tinh được xếp vào hàng trung tính, bao gồm cả tính chất tốt và xấu, nhưng thiên về tốt nhiều hơn. Khi nhập cát vận Thủy Diệu chủ về niềm vui phúc lộc và hỷ vận, người lớn gặp hỷ, đi xa phát tài, thêm người thêm của. Khi nhập hung vận thì cần đề phòng thị phi, vui quá mà phát bi. Người gặp năm có Thủy Diệu chiếu thì vận trình như khoác thêm áo gấm, như nhặt được ngọc bội, thực là cơ hội hưng thịnh hiếm có. Vừa được quý nhân phù trợ, sự nghiệp vừa có nhiều thu nhập bất ngờ, được tiếp nhận kinh doanh mới hay được đi ra ngoài du lịch. Đương nhiên, đã là sao hạn thì sẽ có vận hạn của nó. Thủy Diệu Tinh còn chủ về tranh cãi thị phi, tình ái rối ren, có lạc thì phải có bi. Sao này rất hợp cho người mệnh mộc và kim, nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Người mệnh hỏa gặp sao này có phần trở ngại nhưng cũng không sao. Trong năm, bản mệnh nữ mạng không may gặp phải hạn toán vận. Từ xa xưa có câu thơ được lưu truyền phổ biến nói về sao này như sau: toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gởi tai bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Thưa quý vị, toán tận thuộc đại hạn, gặp hạn toán tận trong năm thường đau ốm, hao tài tốn của và nhiều buồn phiền, đi đường đem nhiều tiền, hoặc đồ nữ trang quý giá dễ bị cướp giật và tính mạng cũng lâm nguy, chớ có chung vốn hay đi khai thác lâm sản dễ gặp tai nạn. Ngoài ra, tránh tâm lý tham lam kẻo vì tiền mà bỏ cả mạng. Thưa quý vị, gặp hạn toán vận dù ít hay nhiều thì cũng sẽ gặp phải những điều rủi ro và xui xẻo. Hạn này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần mà còn khiến người dính hạn kiệt quệ về sức khỏe, vì vậy bắt buộc chúng ta phải hóa giải chúng. Cách hóa giải như sau: vì tính chất công việc nên trong năm bản mệnh thường xuyên phải đi lại thường xuyên nhiều, vậy nên mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất bạn không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh thì bản mệnh cần tránh việc hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra. Đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Hơn nữa, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Và để tránh tai bay vạ gió, họa từ trong miệng mà gây ra, thì quý mệnh chủ trong năm cũng nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Trong năm, bản mệnh cũng phải luôn không ngừng sống hướng thiện, luôn tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm,
thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Bên cạnh đó, sở hữu những đồ vật phong thủy may mắn của nam mạng tuổi Quý Mão sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xua đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc về cho gia chủ. Thủy diệu là trung tính, có cả tính tốt và xấu, nên khi gặp sao này, vào ngày 21 âm lịch phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước, thạch anh trắng, mã não trắng, ngọc lục bảo, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Bạn cũng có thể cân nhắc đến các màu sắc phong thủy, bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Quý cô bác Quý Mão thân mến, các chuyên gia tử vi đã xem tổng quan tử vi của quý cô bác trong năm 2024 thấy rằng, xét theo can chi ngũ hành, đối với nam mạng, xét về thiên can thì quý gặp giáp bình hòa, ít bị thời cuộc tác động, cuộc sống bình ổn trôi qua. Xét về địa chi, Mão gặp Thìn Lâm hại Thái Tuế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn thách thức, kiếm tiền cũng khó khăn hơn trước, lại có điểm thị phi, tiểu nhân đấu đá, mưu sự lớn nhỏ gì đều phải hết sức thận trọng. Xét về ngũ hành thì bản mệnh bị lưu niên khắc chế, sức khỏe giảm sút rõ rệt, gia đạo bất hòa, con cái và cha mẹ xảy ra nhiều mâu thuẫn, công việc làm ăn gặp trục trặc hoặc không được bội thu như trước. Tiểu kết, xét về thiên can, địa chi, nhìn chung tuổi Quý Mão nam mạng sinh năm 1963 gặp khó trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước, chi tiêu chú trọng tiết kiệm, gia đạo nảy sinh nhiều xung đột, sức khỏe giảm sút nên ưu tiên nghỉ ngơi hơn là tham công tiếc việc. Đối với nữ mạng, xét về thiên can thì quý gặp giáp bình hòa, ít bị thời cuộc tác động, cuộc sống bình ổn trôi qua. Xét về địa chi, Mão gặp Thìn Lâm hại Thái Tuế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn thách thức, kiếm tiền cũng khó khăn hơn trước, lại có điểm thị phi, tiểu nhân đấu đá, mưu sự lớn nhỏ gì đều phải hết sức thận trọng. Còn xét về ngũ hành thì bản mệnh bị lưu niên khắc chế, sức khỏe giảm sút rõ rệt, gia đạo bất hòa, con cái và cha mẹ xảy ra nhiều mâu thuẫn, công việc làm ăn gặp trục trặc hoặc không được bội thu như trước. Tiểu kết, xét về thiên can, địa chi, nhìn chung tuổi Quý Mão nữ mạng sinh năm 1963, gặp khó trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước, chi tiêu chú trọng tiết kiệm, gia đạo nảy sinh nhiều xung đột, sức khỏe giảm sút nên ưu tiên nghỉ ngơi hơn là tham công tiếc việc. Và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi Quý Mão 2024 trên các phương diện. 1. Tử vi công danh, sự nghiệp, tuổi Quý Mão năm 2024. Xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 vừa kết thúc những rắc rối của năm tuổi Quý Mão 2023, những tưởng năm mới bước sang sẽ mở ra những bước phát triển mới. Song rất tiếc khi giáp thìn tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách nữa của con giáp này, vận thế vẫn chưa ổn định. Đây là năm Quý Mão chịu tác động của cục diện hại Thái Tuế, lại có hung tinh trực phù án ngữ, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian, nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi. Chưa phù hợp ở thời điểm này, vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, con giáp này cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn, tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm pháp luật, không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn. Cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Nhìn chung, bạn nên tĩnh, thay vì động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Năm nay có cả thương quan tác động, người tuổi này dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc, có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp nghèo nàn ý tưởng. Đặc biệt, nếu đó là việc liên quan đến một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do sai sót cá nhân. Nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng ngồi tù. Có những thời điểm công việc khó khăn chồng chất bế tắc trong thời gian dài, khiến đương số mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời chấn chỉnh tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực đó, lúc này thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng được nhắc nhở cần đề phòng những kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh mình, con giáp này có thể phải đối mặt với sự ghen tị và áp bức từ đồng nghiệp,
Điều này có thể dẫn đến tình thế khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, bạn cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể, sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của bạn. Tuy nhiên, khoảng nửa cuối năm, điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp, nhưng đừng quên bản thân bạn vẫn đóng vai trò quyết định. Cụ thể, giữa hàng loạt những tác động xấu của vận khí như vậy, vận trình tuổi Quý Mão vẫn có điểm sáng nhờ nhận được sự giúp đỡ của các tinh Thái Dương. Sao Tốt Thái Dương đặc biệt có lợi cho nam mệnh, hoặc dự báo tuổi Quý Mão có khả năng được những nam lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nam thân thiện và có năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, mà hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên, tránh giấu dốt. Nếu bạn mới bắt đầu một công việc mới, bạn phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến, đừng suốt ngày phàn nàn cho dù điều kiện thực tế không như bạn mong muốn. Chúng ta phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và từ đó giữ vững vị thế, tạo tiền đề phát triển cho tương lai. 2. Tử vi tài lộc tuổi Quý Mão năm 2024. Thưa quý vị, phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Mão năm 2024 không mấy khả quan cho lắm. Năm này, tuổi Quý Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài. Là kiếp tài chiếu mệnh, nên tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được là bao, mà chi thì như muối bỏ biển. Trong năm nay, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập, sao may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn, hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Năm nay, bản mệnh Quý Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình, khối tài sản mà Quý Mão có thể có được trong vòng một năm là điều mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng tầm nhìn của bạn có phần hạn chế, nóng nảy do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay, thường thường chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ trước mắt, bỏ qua những tiềm năng về lâu dài. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bạn có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền nhưng lại chính tay mình hủy hoại nó. Năm 2024 cũng sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung trên toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt hay những yếu tố chưa xác định khác. Người tuổi Quý Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, có nhiều thời điểm, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm nhiều thứ hào nhoáng của Quý Mão cũng rất đáng báo động. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Vận đen còn theo gót tuổi Quý Mão khi trong năm Giáp Thìn bạn còn có nguy cơ mất hoặc làm rơi đồ có giá trị. Đó là một tổn thất rất lớn. Nếu bạn có ý định mua các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản thì phải đặt sự an toàn, ổn định lên hàng đầu và không được mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Sẽ chẳng có miếng bánh ngọt miễn phí nào từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu hướng đam mê đỏ đen đánh bạc cho người khác vay tiền trong năm nay. Nếu không số tiền đầu tư hoặc cho vay có thể không thu hồi được, hãy nhớ thói quen quản lý tài chính tốt là nền tảng cho sự giàu có, ổn định. Vì vậy bạn nên kiểm soát chi tiêu hợp lý, đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không cảm thấy thiếu thốn khi cần dùng đến tiền. 3. Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Quý Mão năm 2024. Thưa quý vị, xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 về phương diện tình duyên gia đạo nhận thấy, trong đời sống tình cảm, người tuổi Quý Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tinh trực phù cũng khiến tâm tình của bạn dễ trở nên cáu kỉnh đa nghi, đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ của các cặp đôi tuổi Quý Mão sẽ được thử thách trong năm Giáp Thìn này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ, thay vào đó bạn thường áp đặt buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức, bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng,
cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, người tuổi Quý Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng và tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Nếu có cơ hội gặp gỡ người mới, bạn nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Đặc biệt, cẩn thận đừng để bị vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa, hãy để thời gian chứng minh sự chân thành của đối phương. Đồng thời, hãy luôn độc lập và tự tin, đừng đánh mất bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Một số người đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe nên rất khó tìm được người hoàn toàn phù hợp. Sự thật là chẳng ai có thể mang những đặc điểm giống hệt với người yêu trong mộng mà bạn luôn mường tượng. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Mão năm 2024. Tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 nhận định, về mặt sức khỏe mệnh chủ được nhắc nhở nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tinh tác động, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, đều có thể xảy đến với bạn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh khoa học để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Đó là bí quyết để đẩy lùi mọi bệnh tật, đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm này. Áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, bạn nên tìm một phương pháp tập luyện phù hợp với mình. Cường độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình bị thương về xương cốt và có thể phải nằm trên giường lâu dài. Người tuổi Quý Mão có thói quen lái xe nên chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông. Một số người tuổi Quý Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn. Cẩn thận bị ngã chảy máu khi làm việc hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, ngoài việc chú ý đến những thay đổi về thể chất của bản thân trong năm nay, bạn cũng nên quan sát kỹ vấn đề sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già đang ốm đau và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Tổng kết tử vi tuổi Quý Mão năm 2024. So với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 của người tuổi Quý Mão có vẻ dễ thở hơn khi không phải đối phó với những khó khăn dồn dập hay vận xui xẻo bất ngờ. Tuy nhiên, Giáp Thìn vẫn là một năm tiềm tàng nhiều thách thức với đương số. Do tác động cục diện hại thái tuế, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh, ít cát tinh trợ lực, người tuổi Quý Mão tự làm, tự lo, vất vả làm lụng, phấn đấu và quay cuồng kiếm tiền, nhưng thành quả thu về chưa tương xứng, thậm chí còn khiến không ít tuổi Quý Mão phải thất vọng. Tình hình kinh tế khó khăn chung, âu cũng là điều dễ hiểu, để hạn chế xui xẻo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cát tinh trong năm 2024, người tuổi Quý Mão nên áp dụng một số cách khá đơn giản nhưng hứa hẹn hiệu quả tốt. Dưới đây hãy làm và chiêm nghiệm nhé. Người hiếu thuận với cha mẹ. Những người có tâm hiếu thảo và một lòng phụng dưỡng cha mẹ cũng sẽ được Bồ Tát quý trọng và thường xuyên che chở. Trong Phật học có câu, hiếu kính cha mẹ tại gia, cần gì phải thắp hương xa. Theo Phật giáo, cha mẹ là phước báo lớn nhất trên đời. Cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát, hiếu kính cha mẹ chính là cúng dường chư Phật, công đức đạt được như nhau. Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu, thế nên dù có bận, có mệt, nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Cho nên muốn được Phật Bồ Tát che chở, bạn nhất định phải trở thành một người con có hiếu với cha mẹ. Người hiếu thuận cha mẹ thì tự nhiên sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát, các ngài đương nhiên sẽ phù hộ độ trì, che chở. Biết ơn với mọi người. Biết ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người gắn kết với nhau hơn. Không chỉ cần biết ơn với những người đã giúp mình, chúng ta cần phải biết ơn những đối thủ của mình vì đã giúp mình nhận ra nhiều điều. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè. Mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành. Xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ cát khí gia tăng khi gặp người bị nạn.
gặp khó khăn, rơi đồ xuống đường, nên đến giúp đỡ, đừng bỏ đi, bởi vì như thế chúng ta đã vô tình gieo dấu ấn xấu trong tâm thức. Hoặc khi nhìn thấy những đoạn đường, đoạn cầu hư lỡ, nếu có điều kiện chúng ta nên mở lòng xây cầu, đắp đường để cho nhiều người đi qua được bình an. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn hung cát của người tuổi Quý Mão theo từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm, quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Công việc làm ăn chưa có biến động nhiều, vẫn cứ lề thói cũ mà theo, tài lộc ở mức bình ổn, tránh tiêu xài lãng phí mà lâm tình cảnh vay mượn. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy hay trút giận sang người khác, công việc gặp trục trặc, có tiểu nhân ngáng đường, tiền bạc khó kiếm, đề phòng bị mất trộm hoặc đánh rơi. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Điềm tiểu nhân quấy phá, công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Tự mình lo liệu công việc, bận rộn suốt tháng mà nguồn thu nhập chưa thấy gia tăng, nên tập trung đa dạng các nguồn thu nhập thay vì chỉ trông chờ vào đồng lương. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Đề phòng hỏa hoạn hoặc bị mất trộm đồ quý giá, có lộc về làm ăn kinh doanh nhưng chưa mạnh nên trân quý từng cơ hội nhỏ. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Vận quý nhân khởi vượng, lúc lâm nguy có người tới ứng cứu kịp thời, tài khí vượng có cơ hội gia tăng thu nhập chính và cả nguồn thu phụ. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Gia đạo bất ổn, liên tục xảy ra cãi vã hay tranh chấp nội bộ, tình cảm lứa đôi nhạt nhòa, có thể chia ly, đi đứng thận trọng, hạn chế đường sông nước kẻo gặp họa. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Công việc lâm thế khó khăn bế tắc, tiền bạc khó kiếm, đã vậy lại tiêu hao nhiều, càng cố gồng mình chống lại thì càng mệt mỏi, chi bằng buông xả phiền muộn biết đủ là bờ. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Tinh thần đã ổn định hơn, có thể đưa ra quyết sách quan trọng nào đó trong tháng, có khách từ xa báo tin vui tới, hoặc đi xa được lộc, đường tình duyên bớt lận đận do đương số đã bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tài lộc vượng, thu nhập gia tăng đáng kể, có thể tích lũy khoản không nhỏ cho các tình huống khẩn cấp, công việc làm ăn khá suôn sẻ. Càng về cuối tháng càng vượng khí, có thể ký kết hợp đồng lớn hoặc được lĩnh một khoản thưởng hậu hĩnh. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Thị phi đeo bám, tiểu nhân không ngừng gièm pha khiến uy tín bị tổn hại, chi tiêu nhiều tiền bạc cho các dự định quan trọng như sửa chữa nhà cửa, con cái đi du học hoặc chuyện sinh con đẻ cái. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, đề phòng các bệnh về tim mạch hoặc đường hô hấp, đi đứng cẩn thận kẻo tai nạn xe cộ. Ngoài ra, đề phòng ngộ độc thực phẩm trong các bữa tiệc tùng cuối năm. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Quý Mão trong năm 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Chúc quý cô bác Quý Mão năm mới vạn sự cát lành. Xin cảm ơn.